Nhạc Việt xin giới thiệu với các bạn bộ effect TC Electronic M2000. Đây là một bộ effect gồm có hai effect có thể chạy song song hoặc độc lập với nhau. Bộ effect thứ nhất là Engine 1 như các bạn thấy ở đây. Bộ effect thứ hai Engine 2 như các bạn thấy ở đây. Hai bộ này chạy độc lập, các bạn có thể chạy ốc riêng và chỉnh độc lập ốc riêng trên mixer, hoặc các bạn cũng có thể kết hợp hai bộ này vô cùng lúc, combine 1 và 2. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn từng nút. Engine 1, bộ effect thứ nhất. Nếu bạn muốn gọi từng effect, các bạn nhấn vô nút record ở đây. Khi nhấn vô đây thì màn hình sẽ nhảy lên bộ effect thứ nhất đây, và bạn quay để chọn chương trình. Sau khi chọn được chương trình, ví dụ như tôi chọn chương trình số 2 Great Vocal Hall, nó sẽ chớp cái đèn OK như đây. Các bạn nhấn OK đây thì nó sẽ chọn ra chương trình Great Vocal 2. Đây là nút bypass, tôi nhả nút bypass này sẽ có effect xong. Vậy nếu bạn muốn chỉnh thì bạn nhấn vô edit, nó sẽ có nhiều thông số để bạn chỉnh ở đây. Khi bạn muốn chỉnh thì bạn sẽ dùng hai nút QZ ở chỗ này và nút OK ở đây và nút xoắn, núm xoắn ở đây. Bạn muốn chỉnh thông số nào bạn cho nó chạy xuống, chạy lên. Chẳng hạn như DK đây là độ dài 2,9 giây. Bây giờ tôi muốn cho nó dài lên 3,5 giây. Rồi sau đó tôi muốn đưa tiếng trap lên chẳng hạn. Bây giờ nó đang là chữ 9. Và lại lên là 0 chẳng hạn. Sau răng giờ. Và cái đây bạn sẽ thấy là expert mode, có nghĩa rằng là dành cho những ai mà biết nhiều hơn. Thì nếu bạn muốn vô chỉnh chế độ expert mode, nó sẽ nhiều thông số hơn, thì bạn nhấn OK. Bây giờ chẳng hạn như high dam, high cut chẳng hạn. High cut là cut tiếng trap. Bây giờ tiếng reverb sẽ bị cut ở 5 kHz. Bạn muốn đưa lên, chẳng hạn như bây giờ tôi đưa nó lên flat xong. Bây giờ nó sẽ không cut trap nữa, đã flat thì tôi đưa lên. Rồi high dam xong. Bạn muốn đưa lên, ví dụ chẳng hạn tôi đưa lên là không chẳng hạn, sao thì nó sẽ đưa trap nhiều hơn. Sao vậy? Distance có nghĩa là khoảng cách từ cái vật phát âm thanh cho đến cái vật phản lại. Thì nếu mà khoảng cách càng xa thì tiếng reverb nó sẽ trễ hơn. Sao vậy? Bạn thấy như thế. Low mid, high, diffusion, độ nhiễu, lời sống. Nếu đưa lên càng cao thì tiếng vật nó càng dày hơn. Smooth, nhuyễn. Wow, hey. 6, 7, short, ngắn. Đó, chẳng hạn như bạn muốn smooth, nghe cho nó mềm, chẳng hạn. Đó, các bạn có thể chỉnh smooth ở đây. Low crossover, mid crossover, high crossover. Great là dành cho chorus. Những thông số này thì nếu chúng ta không biết nhiều, chúng ta nên để nguyên như vậy. Threshold thì nó sẽ cắt, nó giống như bộ gây compressor của trống thì nó sẽ cắt bớt tín hiệu. Chúng ta thường reverb thì chúng ta không cần cái này. Mix thì nếu các bạn muốn cho tiếng vợt nó nhiều hay ít so với tiếng khô thì các bạn dùng ở đây. Mix với những bộ
MC1 thì nó nằm ở đây. Nhưng mix này thì nằm ở trong này. Sao? Bớt đi chẳng hạn. Sao? Theo như tôi thì đèn để là 100%. Để các bạn có thể chỉnh bớt ở cái phần sen ở trên mixer. Lê xong vậy. Tiếng nó đuôi nó dài quá chẳng hạn, bạn có thể bớt ở đây thì xong. Xong 7 1 2 xong 7 1 2 xong. Đó, mix. Lê xong 7. Sau khi bạn chỉnh xong hết, bạn có thể nhấn nút store để lưu lại cái mà bạn muốn. Thì nó hỏi bạn muốn lưu vô chương trình nào, số mấy. Chẳng hạn như bây giờ tôi muốn lưu vô chương trình số 5, số 6 đi, số 6. Và đặt tên. Bạn muốn đặt tên, bạn đưa con chọn xuống. Chẳng hạn như A. B. C. Trong trường hợp bạn muốn quay lại thì nút quay lại nó nằm ở chỗ này. Quay lại hoặc đi tới. Đó là quay lại và đi tới. Sau khi bạn đặt tên xong, bạn sang nút Done. Bạn nhấn OK. A, B, C. Vocal Hole. Đó, bạn nhớ vô chương trình số 6. Tương tự như vậy với bộ effect số 2. Chẳng hạn, tôi muốn tiếng echo ở bộ effect số 2. Bạn cũng chọn như vậy. Nhấn Recall. Sao? Soft Delay chẳng hạn. OK. Nó sẽ chọn ra chương trình 78 Soft Delay. Bây giờ bạn muốn chỉnh, nhấn Edit. Và bây giờ bạn có thể chỉnh 370 millisecond. Bạn có thể đưa 180. Xong vậy. Và đuôi dài hay ngắn ở đây. Xong. Hai cách là cut trap. Ví dụ bạn không muốn cái trap thì bạn để flat. Sao? Filter hay cách frequency, bạn để flat. Và mix này, bạn muốn nhiều hay ít? Sao? Đưa, xong, vậy. Chẳng hạn như tôi để 50%. Xong, vậy. Và out level là bao nhiêu dB output. Sau khi bạn cảm thấy ưng ý xong, bạn nhấn store như vậy để lưu lại. Store và đặt tên giống như trình tự vừa rồi. Các bạn quay ra đây. Chẳng hạn như tôi muốn là soft delay 2 chẳng hạn. Cho nó chạy tới. Rồi. Cho số 2. Enter. Bạn thấy Soft Delay 2. Và nhấn Store một lần nữa. Tôi xin lỗi, bạn cần phải nhấn Done một lần nữa. Ra đến đây. Rồi. Quay số 2. OK. Và nhấn Done. Thì nó sẽ lưu vào Soft Delay 2 sẵn như này. Bây giờ, trong trường hợp bạn muốn cộng cả hai cái lại, bạn nhấn sang Combine. Và nó cũng, bạn cũng chọn những chương trình nào bạn muốn. Ví dụ, Short cộng Slow Reverb sẵn. Sẵn. Chương trình khác chẳng hạn, Nice Big Hole. Xong. Sau khi
chọn, các bạn nhấn nhấn OK đây thì nó sẽ chọn. Đó là hai bộ effect và cộng lại với nhau như vậy. Trong trường hợp bạn muốn thay đổi những thông số khác thì các bạn có thể thay đổi ở đây. Ví dụ in out nó sẽ cho phép các bạn chọn chế độ in là analog hay digital hay kiểu khác. Đi vào chỉ là tín hiệu bên kênh trái không hay là cả hai bên. Thì bạn muốn chọn thông số nào các bạn dùng keyer ở đây và bạn thay đổi ở đây. Mix 100%. Bạn thay đổi ở đây. Status. Và nếu các bạn muốn routing, các bạn chọn chế độ routing, có nghĩa rằng là sẽ cho hai bộ effect này kết hợp với nhau như thế nào. Như series là hai bộ sẽ nối tiếp với nhau. Parallel như chẳng hạn. Ví dụ như từ ví dụ. Một bộ này cộng với lại soft delay 2 chẳng hạn. Sao? Thì bạn thấy Siri vật sẽ vào echo parallel và echo chạy song song và nối với nhau. Dual input xong 7 1 2 4 5 6. Bạn thấy nó vẫn độc lập nhưng mà nó vẫn kết nối với nhau. Còn dual mono là sẽ hoàn toàn độc lập và đi với vật. Còn echo đi với cái ốc của echo riêng. Thì thường thì nếu các bạn dễ chỉnh hai ốc thì các bạn nên để dual mono, thì effect số 1 sẽ dùng một ốc riêng trên mixer, effect số 2 dùng một ốc riêng của mixer. Level. Ở đây thì các bạn sẽ chỉnh mức tín hiệu cho phần input và output ở đây. Utility, view angle là góc nhìn. Bạn để làm sao cho nó mình nhìn, có thể nhìn cho nó dễ dàng. Và MIDI ở đây thì thường nếu với những bạn phòng thu thì mới dùng MIDI, còn chúng ta làm âm thanh nhạc sống thì ít khi làm một đấy. Và bảo vệ bộ nhớ, memory protect, nếu bạn không muốn ai lưu lại trên cái bộ nhớ của mình thì bạn để protect all lên thì nó sẽ không cho phép lưu vào. Snapshot. Memory card. Và pedal. Nếu các bạn gắn pedal vô thì nó sẽ cho chế độ bypass 1 cộng 2 luôn. Hay là bypass chỉ 2 effect 2 thôi. Hoặc là bypass effect 1 thôi. Cả bên này là nút shift. Như cái nút shift là gì các bạn? Nút shift có nghĩa rằng là bạn thấy ở dưới từng nút sẽ có những cái chữ nhỏ nhỏ màu xám xanh. Chẳng hạn như đây là tuner lên dây chẳng hạn. Ở đây nó là routing, là chọn chế độ để kết nối effect, nhưng mà đồng thời nó cũng có một chức năng thứ hai là tuner. Nếu bạn muốn dùng chức năng tuner, bạn nhấn shift và tuner thì nó sẽ ra chế độ lên dây cho bạn. Tương tự với những thứ khác. Chẳng hạn như bạn muốn trợ giúp health nhấn đây, thì nếu bạn nhấn recall số 1, recall số 1 đây, recall, press recall thì nó sẽ trợ giúp cho các bạn.
Rồi, ở đây các bạn sẽ có snapshot. Bốn cái nút snapshot là các bạn sẽ gọi lại chương trình nhanh. Ví dụ số tôi muốn là số 5 và số 2 này đã lưu vô đây rồi. Xong bài. Bạn muốn lưu lại ở snapshot số 1 như vậy. Bây giờ tôi gọi một cái chương trình khác. Bạn muốn lưu vô số 2. Nếu bạn gọi số 1 là như vậy. Vậy số 2 thì sẽ là như vậy. Cái này dùng để khi rất là tiện lợi khi chúng ta làm trong nhạc sống. Đôi khi chúng ta như vậy rồi chúng ta quay như vậy thì nó lâu lắm. Đó. Nếu các bạn lưu vào snapshot như vậy. Bạn cần gọi. Một, hai, là nó sẽ ra lập tức cho các bạn. Thì cách lưu, thì hôm nãy tôi mới lưu cho các bạn thấy. Các bạn nhấn Shift, rồi nhấn trực tiếp vô cái snapshot bạn muốn lưu, thì nó sẽ lưu, nhấn Store nè. Còn muốn mà gọi lại thì các bạn chỉ việc nhấn trực tiếp cho nó. Một, ba, hai. Và đây là nút Tab Tempo. Nghĩa khi nào các bạn dùng cho delay. Chẳng hạn như effect số 2 chẳng hạn. Delay. Bạn muốn tap tempo. Bạn muốn thay đổi tốc độ. Tôi nhấn là nó sẽ thay đổi tốc độ. Sao. Nó sẽ thay đổi tốc độ tùy theo bạn nhấn như thế nào. Thì nó sẽ thay đổi như thế này. Đó là bộ effect M2000. Chúc các bạn thành công.